Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao thưởng cho lực lượng công an phá nhanh chuyên án giết người tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn về kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hưng Yên ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời động viên thành tích lực lượng công an phá nhanh chuyên án giết người xảy ra tại huyện Văn Giang vào tối ngày 18 tháng 7, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã về trao thưởng động viên lực lượng thực hiện chuyên án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao thưởng cho ba đơn vị trực tiếp điều tra phá án nhanh chuyên án giết người xảy ra tại huyện Văn Giang vào tối ngày 18 tháng 7 là Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Văn Giang, mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 7, Công an huyện Văn Giang nhận tin báo xảy ra vụ án mạng tại cửa hàng thời trang số 270, phố Văn Giang thuộc thị trấn Văn Giang. Hung thủ đã dùng dao đâm tử vong chị Dung, sinh năm 1983, quê xã Tân Châu, huyện Khoái Châu và đâm trọng thương chị Dương cùng địa chỉ trên. Sau 12 giờ điều tra xác minh truy vết đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 7, đã bắt được nghi phạm là Vũ Văn Khải, sinh năm 1985, đang lẩn trốn tại nhà ở thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bước đầu đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận những hành vi giết người. Vũ Văn Khải hiện đang là công nhân công ty cổ phần đầu tư và thương mại Nhất Tín trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Văn Giang và có quan hệ tình cảm với nạn nhân là chị Dung từ năm 2019. Phát biểu tại buổi trao thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương tinh thần phá nhanh chính xác của chuyên án, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh thời gian gần đây, Công an tỉnh đã triệt phá một số vụ đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt chỉ trong 2 tuần trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ trọng án cho thấy tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì thế, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền, tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, trấn áp, không bỏ lọt, không để tội phạm hoành hành, giữ gìn tạo niềm tin, tạo môi trường tốt cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường sống bình yên cho nhân dân. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành và địa phương liên quan để bàn về kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Dự thảo kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được xây dựng theo Nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sẽ có 11 nhóm đối tượng cứng được hưởng hỗ trợ. Đối với nhóm đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động, còn gọi là lao động tự do, thì việc hỗ trợ phải căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung nguồn lực làm tốt công tác dân sinh, an sinh xã hội trong tình hình hiện nay, đồng thời giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát nhóm đối tượng là lao động tự do, yêu cầu việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 phải triển khai thực hiện đúng đủ, kịp thời, công khai, minh bạch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch. Đối với nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cần phải có sự chung sức của cả tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã kiểm tra làm việc tại cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh tại trường Đại học Thủy lợi cơ sở Phú Hiến, huyện Tiên Lữ. Hiện nay, cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh Hưng Yên đang vận hành 480 phòng để tổ chức cách ly y tế cho 426 công dân, cơ bản đảm bảo một người một phòng. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại khu cách ly này giảm mạnh, chỉ còn một vài trường hợp.
426 mẫu xét nghiệm ngày 18 tháng 7 cũng cho kết quả âm tính. Toàn bộ khu cách ly lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ. Việc cung cấp khẩu phần ăn, thu gom rác thải được bố trí tại mỗi cửa phòng, đảm bảo cho người cách ly không phải di chuyển ra ngoài phòng. Sau khi nghe ý kiến của ban điều hành khu cách ly và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng kết luận, việc tổ chức hoạt động của các khu cách ly tập trung phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại quyết định 878 ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm chính để tổ chức vận hành đúng quy trình, đảm bảo cách ly an toàn cho công dân, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Mỗi huyện, thị xã, thành phố phải lên phương án chuẩn bị tối thiểu có 300 chỗ cách ly tập trung, đảm bảo một người một phòng. Trong tổ chức vận hành, cần theo quy trình một chiều, có sơ đồ cụ thể từng khu vực, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận. Sở Y tế cần hướng dẫn phân loại đối tượng ngay từ ban đầu để có sự bố trí cách ly hợp lý, phân công cán bộ đáp ứng đủ năng lực để phối hợp làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp lắp đặt vận hành hệ thống camera, đảm bảo kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh trật tự cho các khu cách ly tập trung. Đối với khu cách ly tập trung số 2, trước mắt cần có phương án mở rộng thêm 500 chỗ, tiến tới lên 2.000 chỗ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế phối hợp để bổ sung đủ vật tư cần thiết cho việc tổ chức vận hành khu cách ly này ngay trong sáng ngày 20 tháng 7. Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 bệnh nhân COVID-19. Tất cả đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước. Trong đó, 2 trường hợp có địa chỉ ở huyện Tiên Lữ, 2 trường hợp có địa chỉ ở huyện Yên Mỹ. Tất cả đều ghi nhận trong các khu cách ly tập trung. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 211 ca bệnh. Trong ngày 19 tháng 7, toàn tỉnh rà soát được 34 người trở về từ vùng dịch, trong đó có 11 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 9 người về từ các tỉnh miền Nam và 14 người về từ các vùng dịch khác. Ngày 19 tháng 7, huyện Kim Động dỡ bỏ phong tỏa khu dân cư gồm 21 hộ ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng và kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn bộ thôn này. Ngay sau khi phát hiện một trường hợp ở tổ dân phố Cộng Hòa có tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 được công bố vào ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã yêu cầu đối tượng khai báo y tế và tiến hành các biện pháp phòng dịch. Theo khai báo dịch tễ, trường hợp này có tiếp xúc với F0 từ ngày 12 tháng 7 trở về, có tiếp xúc với người nhà, nhân viên, xếp hàng thuộc hệ thống Nijava, đi chợ mua hàng và một số người khác. Ngay trong đêm ngày 18 tháng 7, địa phương đã đưa trường hợp F1 đi cách ly theo quy định, đồng thời tiến hành truy vết được 12 F2 và 11 F3, tiến hành phun khử khuẩn và yêu cầu các F2 thực hiện cách ly theo quy định tại nhà, hướng dẫn các F3 thực hiện các biện pháp phòng dịch. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người trở về từ vùng dịch, những ngày này, lực lượng chức năng cũng như chính quyền các cấp ở huyện Văn Lâm đang tích cực vào cuộc để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cộng đồng và duy trì đà tăng trưởng cho địa phương có mức đóng góp ngân sách cao nhất tỉnh. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, dù giữa trưa nắng gắt hay đêm tối muộn, lực lượng công an và y tế xã Tân Quang vẫn đến từng nhà có người về từ vùng dịch để kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về thực hiện cách ly y tế. Đối với cả những cái trường hợp lái xe từ vùng dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh về, thì chúng tôi cũng có tuyên truyền trên loa đài truyền thanh của xã, phát động các phong trào toàn dân khi phát hiện trường hợp nào mà đi từ vùng dịch về, đặc biệt là trường hợp lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh về và những người từ thành phố Hồ Chí Minh về thì chủ động khai báo với cơ quan công an và y tế xã. Đều đặn 6 lần một ngày, loa truyền thanh xã Đại Đồng lại vang tiếng tuyên truyền các công điện, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về tăng cường rà soát, quản lý lái xe đường dài, người về từ vùng dịch. Địa phương này vừa có một trường hợp lái xe đường dài được ghi nhận ca bệnh tại tỉnh Bình Phước. Huyện Văn Lâm rà soát được 7 F1, 72 F2, 170 F3 có liên quan đến lái xe này. Tất cả đều được cách ly kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm đúng quy định. Đến nay thì đối với tất cả những người trở về từ vùng dịch, ví dụ như là ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở Nghệ An ra thì đều tiến hành khai báo theo đúng quy định. Từ ngày 20 tháng 6 đến nay, huyện Văn Lâm rà soát được 184 người về từ vùng có dịch. Riêng ngày 13 tháng 7, có 2 trường hợp lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trở về được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tự trả phí theo chỉ đạo của tỉnh.
Ngoài hai khu cách ly tập trung hiện có, huyện Văn Lâm sẵn sàng cho phương án cách ly số lượng lớn người trở về từ vùng dịch. Trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị được hai khu cách ly tập trung tại hai trường, trường Đại học Tài chính và trường ASEAN. Với hai khu cách ly tập trung này thì chúng tôi đáp ứng được độ khoảng 1.000 trường hợp cách ly. Thì ngay từ thời điểm đầu, từ sau 27 tháng 4, những trường hợp phải đi cách ly tập trung chúng tôi đều để cho cách ly mỗi một người một phòng. Trong đợt dịch lần thứ tư, tôi nằm giữa các vùng dịch phức tạp như thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ và có trên 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động. Nhưng đến nay huyện Văn Lâm vẫn là địa bàn an toàn, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế xã hội diễn ra bình thường. Với cá nhân của bố mẹ. Trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, các hợp tác xã trong tỉnh vừa nỗ lực tìm kiếm giải pháp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, vừa tích cực chung tay ủng hộ phòng chống dịch. Với sản lượng ước tính 100 tấn quả, vụ nhãn năm nay, 26 thành viên của hợp tác xã sản xuất nhãn lồng Đế Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, ban đầu cũng không tránh khỏi sự lo lắng bởi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Liệu có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hay không? Thay vì trông chờ, bị động với sức mua của thị trường, hợp tác xã đã chủ động liên kết với các đầu mối tiêu thụ, trong đó có sàn thương mại điện tử Vỏ Sò của Viettel Post, được hướng dẫn và trực tiếp thực hiện live stream bán hàng. Đối với chị Bùi Thị Thu Hường, thành viên của hợp tác xã, không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, song bản thân chị Hường cũng khẳng định đây là kênh bán rất hấp dẫn và hiệu quả. Được biết, sàn thương mại điện tử Vỏ Sò sẽ bao tiêu hơn 30 tấn nhãn quả tươi cho hợp tác xã, giải quyết được bài toán tiêu thụ nông sản, các thành viên rất yên tâm phấn khởi. Hiện nay sàn thương mại điện tử Vỏ Sò của Viettel Post đã về ký bao tiêu cho bà con, ổn định đầu ra, ổn định về giá cả, bà con không bị thương lái chèn ép giá. Song song với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thời gian qua, nhiều hợp tác xã trong tỉnh bằng tình cảm và trách nhiệm của mình đã chung tay ủng hộ tiền lương thực thực phẩm, vật tư y tế cho người dân sống trong vùng phong tỏa, các khu cách ly và công tác phòng chống dịch tại địa phương. Điển hình như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã ủng hộ trên 3 tấn rau củ và thịt lợn trị giá gần 50 triệu đồng. Trong cái dịch Covid thì người dân bị phong tỏa, chúng tôi là đơn vị sản xuất cái rau an toàn thì vừa sản xuất vừa cung ứng ra thị trường. Tôi mang những cái sản phẩm của hợp tác xã làm ra mang tặng cho các hộ dân trong cái vùng dịch. Chính bằng sự sẻ chia ấy đã có sức mạnh lan tỏa, không chỉ các hợp tác xã mà còn có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh cùng chung tay ủng hộ. Mới đây, có cơ sở kinh doanh thực phẩm Hiền Hậu, xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang ủng hộ 600kg thịt lợn cho cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh tại trường Đại học Thủy lợi, cơ sở Phổ Hiến. Sự nỗ lực vượt khó, chung sức đồng lòng trong công tác phòng chống dịch của hợp tác xã trong tỉnh đã và đang góp phần ổn định cuộc sống sản xuất và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn. Cũng giống như nhiều ngành kinh tế khác, các làng nghề truyền thống ở thị xã Mỹ Hào cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra. Nhằm khắc phục khó khăn, các làng nghề đang tích cực tìm kiếm các giải pháp tiêu thụ sản phẩm, từng bước khôi phục sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Chưa bao giờ làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong lại vắng vẻ như thời điểm này. Dịch COVID-19 khiến 3.000 người lao động tại các xưởng sản xuất mỹ nghệ ở đây phải nghỉ việc do sản phẩm đã hoàn thiện chưa tiêu thụ được, chiếm hơn 60% số người tham gia làng nghề. Hầu hết các mối hàng đều thông báo ngừng nhập, chợ và nhiều cửa hàng đại lý ở các thành phố lớn thì đóng cửa, khách hàng lẻ đến tham quan chiêm ngưỡng tìm mua hàng cũng không có, dù giá đã giảm tới 30% so với trước đó. Hầu hết các xưởng đều đã tạm dừng sản xuất, tìm kiếm khách hàng mới, vừa để tiêu thụ sản phẩm duy trì nghề, đồng thời hướng tới phát triển sau khi hết dịch. Giá hợp lý cho ship tận nơi. Thời điểm này thì tập trung làm hàng kỹ và làm hàng khách đặt. Thế còn cái giải pháp bán ấy, thì bây giờ bọn em cũng đang tiếp cận công nghệ bán Zalo, Facebook. Trước mắt thì nó cũng là tình thế thôi, nhưng cũng là cái bước ngoặt để sau này phát triển công nghệ 4.0. Đi vào 4.0 thì cũng phải là dần hoàn thiện cái công nghệ đấy. Bán trên Zalo là những khách thân thuộc, một số anh em triển khai bán trên các kênh TikTok. Phải duy trì và khắc phục. Tới đây thì trên hợp tác xã tôi cũng có dự kiến là sẽ xây dựng cái trang web
cho hợp tác xã riêng và trang web cho làng nghề Mộc Hòa Phong Mỹ Nghệ nói chung, để làm sao để anh em có một cái kênh bán hàng thật là tốt về phần công nghệ để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm. Làng nghề Tương Bình cũng bị giảm tới 70%, do hầu hết khách hàng miền Trung, miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đều ngưng nhập. Vì thế các thành viên làng nghề đều đã sử dụng quảng bá trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử, đồng thời nhận giao hàng tận nơi, không kể số lượng nhiều hay ít. Mặt khác, hướng tới mở thêm nhiều điểm tiêu thụ ở những tỉnh không có dịch. Nhờ đó, dù rất khó khăn, song vẫn duy trì được sản xuất và có tín hiệu khôi phục dần. Đưa lên mạng để bán, ship hàng đưa đến cho bà con sử dụng. Tiến tới sẽ thành lập một cái trang web riêng của làng nghề để rồi sau này sẽ bán trên mạng. Sự cố gắng trên đây chắc chắn sẽ giúp các làng nghề đứng vững vượt qua khó khăn này, qua đó tạo ra hướng đi, thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển hơn nữa sau khi hết dịch bệnh. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, song các địa phương vẫn chủ động đa dạng các hình thức thu thập thông tin, đảm bảo tiến độ theo quy định. Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết ngày 19 tháng 7, đã có trên 57.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoàn thành nhập thông tin đạt tỷ lệ 76%. Đối với các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, có tỷ lệ hoàn thành trên 50%, tương đương gần 800 cơ sở đã phỏng vấn kê khai. Trong đó, thị xã Mỹ Hào có tiến độ nhanh nhất với 98% cơ sở sản xuất kinh doanh và 90% cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đã hoàn thành điều tra. Để đảm bảo hoàn thành điều tra xong trước ngày 30 tháng 7 theo quy định, Ban chỉ đạo tổng điều tra ở các huyện, thị xã, thành phố đang tích cực đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ, kịp thời nhắc nhở tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình phỏng vấn, thu thập thông tin. Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, qua đó giúp Đảng, Nhà nước có những chính sách, giải pháp cụ thể giúp các thành phần kinh tế khôi phục sản xuất, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế trong thời gian tới. Nếu như trước dịch các em được du lịch vui chơi và tham gia các lớp học ngoại khóa rèn luyện kỹ năng như bơi lội, âm nhạc, thì hè năm nay đã thay hoàn toàn bằng các hoạt động trực tuyến và khoảng không chật hẹp trong gia đình. Vì vậy mà cách làm của nhiều gia đình để mùa hè của các em nhỏ không trở nên nhàm chán, đó chính là linh hoạt sáng tạo các trò chơi trong nhà và đảm bảo khẩu trang khoảng cách khi vui chơi bên ngoài. Như chúng ta đã biết, đại dịch COVID là một đại dịch nan trên toàn thế giới và không ngoại trừ Việt Nam. Đây là một clip mà cậu bé Hà Gia Phong, 10 tuổi, ở xã Đức Hợp, huyện Kim Động thực hiện trong thời gian nghỉ hè ở nhà. Những thông điệp ý nghĩa, những nét vẽ dễ thương thể hiện tinh thần phòng chống dịch được em lan tỏa thông qua mạng xã hội đến mọi người. Với Phong, mùa hè đặc biệt khi không được ra ngoài chơi, vẫn không hề buồn chán khi em được bố mẹ đồng hành và dành thời gian cho các trò chơi bổ ích. Trong thời gian nghỉ hè, con phải ở nhà vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do vậy, con đã giảm dần những trò chơi tại gia đình con như là giải Rubik, vẽ tranh, xếp Lego. Ngoài ra, sáng và chiều con còn bơi. Nằm trong vùng thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, cổng nhà luôn trong trạng thái cửa đóng then cài, nên khoảng sân vườn và ao bơi của gia đình là nơi mà chị Huế tạo ra các trò chơi vận động cho hai con của mình sau thời gian học tập, ôn bài dịp hè. Không những rèn luyện sức khỏe, mà đây chính là cơ hội để các con chị học cách chia sẻ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc. Để các cháu cảm thấy một mùa hè thật sự có ích cũng như là không lệ thuộc vào điện thoại, các cái trò chơi điện tử, thì gia đình nhà tôi cũng đã có những cái hoạt động nhất định để cho các cháu vui chơi. Ví dụ như là chúng tôi tổ chức cho các cháu là buổi sáng thì các con sẽ chạy tập thể dục. Đấy, buổi chiều thì các con sẽ tập đá bóng cùng với bố, hoặc là bố dạy tập bơi, hoặc là chơi cầu lông với mẹ với chị, hoặc là chạy cùng với chị. Thế và buổi tối thì chúng tôi cũng khuyến khích các cháu là đọc truyện cũng như là học trên các cái phần mềm trực tuyến để ôn bài. Tranh thủ thời gian này, các em được bố mẹ hướng dẫn các kỹ năng mềm, học nấu ăn hay khám phá cuộc sống xung quanh. Cuối buổi chiều, khi dịu nắng, một số gia đình vẫn cho con em tham gia trò chơi ngoài trời như đi bộ, thả diều dưới sự giám sát của phụ huynh và đảm bảo các biện pháp phòng dịch như khẩu trang, giữ khoảng cách. Mát thì cho các cháu ra những cái khu như quảng trường này, rộng rãi để cho các cháu vui đùa,
cho nó đỡ ở nhà nghịch điện thoại, mới cho cháu đi chơi thì vẫn phải đeo khẩu trang cho các cháu. Bố mẹ phụ huynh cần phải định hướng cho con các cái hoạt động hè cho con, không thể để trẻ tự do chơi theo ý thích của mình được, đấy là một cách tốt nhất. Sự quan tâm của gia đình, bố mẹ đồng hành cùng các con đã giúp cho mùa hè của con em dù trong mùa dịch vẫn trở nên lý thú và bổ ích. Một số gia đình công chức tuy cho các con tự chơi với nhau ở nhà nhưng vẫn thường xuyên giám sát để các con không chơi những trò chơi nguy hiểm, độc hại.